Tại triển lãm EICMA năm 2018 diễn ra tại Milan, Ý, Honda đã giới thiệu mẫu Sportline hoàn toàn mới là chiếc Honda CBR650R. Cùng với đó là mẫu neckbike của CBR650R là chiếc CB650R. Honda CBR650R được sinh ra là để thay thế cho mẫu xe tiền nhiệm là CBR650F. Việc thay hậu tố F sang R chứng tỏ CBR650 sẽ được nâng cấp hiệu suất cũng như kiểu dáng thể thao hơn. Honda CBR650R mới được thừa hưởng những cảm hứng thiết kế từ người đàn anh Superbike là CBR1000RR Fireplay với những đường nét thiết kế mạnh mẽ, sắc nét, tạo cái nhìn thể thao hơn cho chiếc xe. CBR650R 2019 được ứng dụng khung xe dạng kim cương, giúp khối lượng của xe chỉ dừng ở mức 207kg, nhẹ hơn 6kg so với phiên bản tiền nhiệm là CBR650F. Phần đầu của Honda CBR650R 2019 sở hữu thiết kế đèn pha LED kép tương tự như người đàn anh là CBR1000RR. Đèn báo rẽ dạng LED được đặt ở hai bên. Ngay phía dưới đèn pha là hốc gió khí động học, tạo dáng vẻ dữ dằn cho chiếc xe khi nhìn từ phía trước. Honda CBR650R vẫn sử dụng ghi đông clip-on cao kiểu Sport City. Nhưng bù lại, ghi đông này được dời ra xa 30mm về phía trước, kết hợp với gác chân được đổi về phía sau 3mm và cao hơn 6mm. Điều này giúp Honda CBR650R có kiểu dáng ngồi thể thao hơn so với CBR650F trước đây. Chiều cao yên của xe vẫn giữ ở mức 810mm. Bình xăng được thiết kế nhô cao và cơ bắp, mang đến dáng vẻ thể thao hơn cho chiếc xe. Dung tích bình xăng là 15,4 lít, giúp có thể di chuyển quãng đường gần 300km trong một lần đổ đầy xăng. Bảng đồng hồ trên xe là loại đơn sắc LCD, giúp hiển thị các thông số cơ bản như tốc độ, vòng tua, số đăng gài, giờ. Sau nhiều năm sử dụng phụ ống lồng cho Honda CBR650F, thì ở phiên bản mới này, Honda CBR650R đã được trang bị giảm sóc Upside Down Showa SFF có đường kính là 41mm với khả năng điều chỉnh độ giảm chấn và trọng tải riêng biệt. Giảm sóc sau là loại lò xo trụ đơn kết nối trực tiếp với càn nhôm. Giảm sóc này có 7 mức độ điều chỉnh trọng tải khác nhau. Trên Honda CBR650R, hệ thống phanh bao gồm với phanh đĩa kép trước có đường kính là 310mm, phanh sau là loại phanh đĩa đơn có đường kính là 240mm. Cả hai phanh đều được trang bị hệ thống ABS. CBR650R 2019 sở hữu cặp mâm bằng nhôm có đường kính là 120-70-17 cho bánh trước và bánh sau là 180-55-17. Thiết kế ở phần đuôi của xe có phần nhỏ hơn so với phần đầu, tạo nên một cái nhìn mất cân đối. Bên cạnh đó, đuôi xe ngắn và thấp kết hợp với chấn bùn kéo dài tạo cảm giác đây là một chiếc neckbike hơn là một chiếc sportbike. Phần đèn hậu và xi nhan ở phía sau cũng là dạng LED. Honda CBR650R 2019 được trang bị khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng DOHC có dung tích là 649cc, sản sinh công suất cực đại là 94 mã lực tại 12.000 vòng trên phút và mô men xoắn tối đa là 64 Nm tại 8.500 vòng trên phút. Động cơ này được nâng cấp cho công suất tăng 5% tại 10.000 vòng trên phút. Bộ ly hợp hai chiều cho khả năng xăng số linh hoạt, mượt mà hơn. Công nghệ kiểm soát mô men xoắn của Honda giúp tăng khả năng bám đường cho lốp sau cũng được áp dụng cho CBR650R 2019. Hy vọng rằng trong thời gian tới, mẫu Honda CBR650R này sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam để thay thế cho mẫu Honda CBR650F đang được bán chính hãng tại Việt Nam với mức giá là 234 triệu đồng. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Cường Mô Tô.